Xin chào các bạn, không để các bạn chờ lâu, phần 2 của phim Sự Khởi Đầu đã đến rồi đây. Lúc Hana đến gần như anh mất đi ý thức, con người định tấn công, nhưng may mắn tâm trí trở lại bình thường liền thả thính. Cô là người duy nhất mà anh cảm thấy an toàn, không bị dựng lông tay. Nếu như là người có thù muốn hại anh thì cơ thể sẽ cảm nhận được, dù không nhớ nhưng chắc anh không phải là người giết bố mẹ cô, mà hung thủ là người khác. Mong cô từ nay hãy buông tha cho anh. Nam chính đặt tay lên kính kích điện tạo ra một vụ cháy nổ khiến Hana mất phương hướng. Nam chính chợt nhớ ra mình có một người bạn tên Huân, liền đến nhà tìm. Thấy Minho bất ngờ trở về sau bao tháng ngày mất dạng, cậu bạn vui như bố đẻ em bé liền ôm hôn thắm thiết, rồi chiêu đãi thằng bạn hẳn một nồi mì tôm chua cay. Sau khi ăn xong nói chuyện tào lao một hồi thấy nam chính đã ngủ thiết đi, Huân lén lút vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho ai đó. Tưởng thế nào, ai ngờ anh gọi báo cho tên Zion đến bắt nam chính. Thì ra trước đó anh ta bị hắn bắt lại uy hiếp đe dọa, nếu gặp Minho phải báo không thì sẽ bị bẻ cần tăng dân số vì để họa mi còn được hot, nên Huân đành bán đứng bạn thôi. Trong khi đó Hana đang nghe kết quả từ tiến sĩ Rong Hoan sau khi có đủ mẫu, thì biết chính xác trong cơ thể nam chính đang tồn tại 6 loại gen động vật được pha trộn với nhau, tạo ra một Minho có sức mạnh siêu việt như vậy, còn sở hữu loại năng lực tự phục hồi tái tạo. Ông cũng nói về bí mật Luca để chứng minh là có thể ghép được. Luca là tổ tiên tất cả các loài sinh vật dù không cùng tính chất tạo thành, nhưng nó vẫn có thể kết hợp dựa theo nguồn gốc mọi sự sống đều chung tế bào với tổ tiên, nên ông chắc chắn một điều Minho không phải con người. Phía này Zion cùng hai đàn em cũng đến tìm bắt nam chính. Do quá bất ngờ không kịp chạy, chúng đã lao vào bón cho anh lên bờ xuống ruộng, rồi anh nhanh tay lại túm được Zion phát ra luồng điện cực mạnh khiến tóc đỏ và tên đầu đinh bị giật tung lông. Hắn tỉnh lại thấy anh bỏ chạy tụt quần liền đuổi theo túm được khiến cả hai bị rơi xuống dưới. Nam chính liền đứng dậy định dùng điện cho hắn hít nhang cả bó thì bị tóc đỏ trích cho một mùi thuốc an thần vào cổ bất tỉnh. Sau đó Zion gọi điện cho quản lý Kim khoe thành tích bắt được Minho. Đang trên đường trở về thì bất ngờ nam chính tỉnh lại trong tình trạng mơ màng. Hắn dừng xe nạp thêm vài thẻ VIP cho anh lịm, tưởng như tầm này thi voi cũng phải ngất trên cành quất rồi ung dung lái tiếp. Ai ngờ sức mạnh trong con người nam chính lúc này bùng nổ khiến chiếc xe giật tung. Như ba ba nằm ngửa, anh tỉnh lại chui ra bỏ đi, còn Zion cũng vừa kịp bỏ ra trước khi chiếc xe phát nổ trên đường. Nam chính tạt vào bốt điện thoại công cộng gọi điện cho Hana. Anh biết giờ chỉ có bên cô mới được an toàn. Nhưng trên đường đi Hana nhớ lại lời tiến sĩ Rong Hoa nói, nếu không bắt được Minho thì phải ra tay giết, khử ngay hậu họa. Vì một khi bản năng động vật trong người anh thức tỉnh thì thế giới sẽ lâm nguy. Nhưng lúc Hana nhìn thấy nam chính thì không thể ra tay vì phía trước không phải là một con quái vật mà là một chàng trai cô đơn không nơi nương tựa. Cô đã mềm lòng chỉ đánh cất súng đi. Sau đó Hana đã đưa anh về nhà cô tá túc, rồi dặn dò các kiểu không được tái máy khi chưa cho phép. Xong rồi mới yên chí đi làm. Phía bên này quản lý Kim đến gặp thủ lĩnh Diana, người đứng đầu tổ chức bí mật ghép gen động vật với con người. Biết tin bắt được Minho thì không cần phải tốn công tốn sức nữa, mà sẽ lấy tế bào từ nam chính nhân bản ra hàng triệu người, mở ra một triều đại thống trị toàn cầu. Nhưng chưa vui được lâu thì Kim nhận được cuộc gọi, biết chuyện không thành hắn liên tục và thẳng ảnh đại diện của Zion. Cả em tóc đỏ cũng được trang điểm nhẹ. Sau đó Zion tỉnh lại cay cú phòng thẳng đến gặp tiến sĩ Rong Gon, cho biết đã tiêm một liều lượng mạnh đến voi cũng phải gục. Nhưng Minho lại không hề hấn gì, giờ muốn ông ta tiêm cho một loại thuốc mạnh gấp bội lần để nam chính không dễ dàng đánh bại được hắn. Cho dù có biến thành gì thì vẫn chấp nhận. Sau đó tiến sĩ Rong Gon tiến hành tiêm khiến Zion đau đớn co giật một hồi như phê đá. Khi đến lượt em tóc đỏ, Zion đã đến cản lại vì không muốn cô ấy phải chịu đau đớn như mình. Sau đó Zerna đến tiếp cận tiến sĩ Rong Hoan nói chuyện. Nhân lúc lên xe thì bị Zion ở sau ra tay đánh thuốc mê, sau đó đưa đến một nơi bắt ông phải nói ra thông tin sinh học mà Rong Hoan đã nghiên cứu trước đó về nam chính. Sau vài mũi tiêm, Rong Hoan đã phải khai ra tất cả. Hắn biết chỗ cất giấu liền điện báo cho đàn em đến lấy. Xong xuôi đẩy xe và tiến sĩ xuống hồ cho ông thăm thủy tề. Dù biết nhưng đã bị tiêm thuốc nên Rong Hoan không thể thoát. Hôm sau Hana đến sở cảnh sát làm việc bình thường thì được đội trưởng Lee cho biết tin về tiến sĩ. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện trong bằng hoàng nhìn mặt lần cuối trước khi được đem đi xét nghiệm. Là người thương yêu dạy bảo từ nhỏ khi bố mẹ mất tích, giờ không còn người thân nào bên cạnh khiến Hana vô cùng đau xót. Trong nỗi buồn không thành lời, cô thẫn thờ tìm đến nơi Rong Hoan bị giết, rồi bật khóc tiếc thương cho số phận nghiệt ngã. Đến tối trở về trong tình trạng say đến tâm sự cùng nam chính. Còn ở phía ngoài, Zion đã cho đầu đinh đến chiếc xe của cô. Hắn loay hoay lắp đặt thiết bị điều khiển vào trong xe. Hôm sau trên đường đi thì chúng theo dõi bám theo sau Hana. Đợi đến đoạn đường hẻo lánh không có người, chúng đã điều khiển cho xe cô dừng lại. Không hiểu vì sao, nhưng khi nhận ra tóc đỏ đang đến thì đã bị Di ông bên này đánh ngất. Sau đấy Minho qua truyền hình biết được tin Hana bị bắt cóc. Anh thừa biết bọn nào làm chuyện này, liền đi thẳng đến nhà tìm thằng bạn bắt Huân, phải gọi điện cho tên Zion. Hăng máu anh giật luôn điện thoại nói chuyện với hắn, xin một cuộc hẹn gặp mặt. Muốn có được anh thì phải đưa Hana theo cùng.
Sau đó Minho đến trước chỗ hẹn, thấy bọn chúng cũng đến sau khi hai bên gọi điện xem mặt Hunter có trong cốp, thì anh liền bảo Jion lên tầng 3 gặp nhau tâm sự. Trong thời gian đấy chỉ còn một mình tên đầu đinh, nam chính đến không chào hỏi lao vào trao đổi chiêu thức luôn, dù không đánh lại được hắn. Nhưng anh có điện trong người liền phóng ra điện cho đầu đinh lịnh luôn, nhanh chóng cứu được Hana rồi cả hai tốc biến khỏi đó. Để chấm dứt chuyện này mà không liên lụy tới ai, anh kêu cô về trước mọi thứ để anh lo nhưng cô không chịu, thì bị nam chính kích điện ngất đi. Sau đó Minho mang theo đầu đinh đến một khu nhà hoang đợi tóc đỏ, và Jion đến mang xác hắn về. Đầu đinh tỏ ra mình là vua lì đòn nên quyết không khai, dù bị nam chính đấm cho một trận răng môi lẫn lộn, rồi dùng điện tra tấn khiến cả ngôi nhà rực sáng. Lúc em tóc đỏ và Jion tìm đến thì tên đầu đinh đã nằm bất tỉnh còn bị mất một bên cánh. Đợi chúng dắt nhau về thì Minho liền đi theo phía sau, đến khu nghiên cứu Human Tech dừng lại. Sau đó anh bám theo vào trong khu nhà đó tìm chùm cuối, nhưng nghiệp vụ quá kém nên bị lộ. Vừa vào đã thấy Jion đứng đợi sẵn rồi, thằng nào đánh trước làm cha nên hắn liền lao lên bem anh. Sau một hồi trao đổi các tuyệt kỹ võ khỉ, rồi hắn đè xuống tính hiếp dâm nhưng bị anh dùng điện đánh bay đi. Tưởng như xong chuyện, ai ngờ hắn phục hồi lại ngay sau đó. Bởi hắn được tiêm thuốc như anh, hắn lao đến liên tiếp bón hành cho anh tơi bởi hoa lá, dồn anh vào tường đạp một phát khiến nam chính nằm ngoan như cún. Sau đó được vận chuyển xuống phòng thí nghiệm nhốt lại, lúc sau những vết thương của anh cũng dần hồi phục. Sau đó tiến sĩ Dong Won tìm đến nói chuyện, nói ông chính là người bố và đây là ngôi nhà của anh. Nhưng trong ký ức Minho chỉ hiện về người làm thí nghiệm anh, rồi sau một hồi buôn nước bọt đã làm nam chính rối trí không biết đâu là thật giả, gần như đã làm cho anh tin. Dù không phải là bố đẻ nhưng là người đã tạo ra anh nên Dong Won cũng nói ra những cảm xúc thật lòng khiến Minho không thể từ chối, mà phải chấp nhận ông bố này. Sau đó hai người cùng ngồi ăn với nhau, nam chính cũng không cảnh giác đề phòng với ông ta. Anh cũng hỏi về những khúc mắc trong lòng mà mình chưa được sáng tỏ, nhưng ông ta chưa kịp nói cho anh biết, thì lúc đó tiếng chuông đồng hồ của ông ta vang lên. Thấy đến giờ Dong Won chỉ nói trước, khi tìm ra đáp án thì dù có khổ sở thế nào thì anh cũng phải kiên trì chịu đựng, rồi mang ra một chiếc mũ chống độc đội lên. Nam chính còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì chúng đã xả thuốc mê vào khắp phòng. Minho ngụp lặn trong vô vọng một lúc rồi cũng ngất đi. Khi tỉnh lại thấy đã bị trói nằm trên giường thí nghiệm, dù cố gắng thoát nhưng điều đó là vô ích. Nhìn thấy ông ta, anh vô cùng căm phẫn, chỉ muốn thoát ra vặt cổ nhổ lông cả lũ. Rồi chúng bắt đầu tiến hành thí nghiệm chạy điện áp cực cao lên cơ thể anh. Minho vô cùng đau đớn gồng mình chịu đựng, nhưng đây chỉ là bước kích thích đốt cháy các tế bào nhỏ yếu, rồi sẽ tăng dần điện áp cho đến khi trong cơ thể nam chính sinh ra tế bào khỏe mạnh vô song, để lấy nó tạo ra các nhân bản khác có sức mạnh như nam chính. Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của anh. Sau vài tháng tiến hành đã có được thứ chúng muốn, cũng là lúc nam chính hết giá trị lợi dụng nên sẽ giết anh. Trong thời gian đó Hunter cũng điều tra về khu nghiên cứu Human Tech có phòng bí mật, muốn bác sĩ dẫn đi kiểm tra, sợ bị lộ tên bác sĩ đã lấy cốc liền đập vào đầu cô. Nhưng Hana châu bò không dễ dàng bị hạ gục, nhanh chóng bắt được hắn bắt khai ra căn hầm bí mật kia. Cùng lúc đó Dong Won được lệnh đến xử lý nam chính, nhưng ông không ra tay mà nói cho đường thoát khỏi đây, bảo anh phải sống để đi tìm đáp án mình là ai, rồi tiên cho nam chính mũi thuốc tăng sức mạnh để thoát khỏi xích chói. Phía ngoài Hana được tên bác sĩ dẫn xuống hầm, đang mải nhìn các con động vật thì hắn đã thoát khỏi khống chế, gọi đến một nhóm bảo vệ lao tới giải quyết, nhưng bị Hana vụt cho từng thằng được đi trồng răng mới. Còn lúc này nam chính đã hồi phục ngồi dậy, tay phát ra điện cùng cơn giận dữ bộc phát, sức mạnh kinh hoàng phá tan mọi thứ. Bọn lãnh đạo phải vắt cả lên cổ chạy đến thang máy, thì Hana nhìn thấy nhưng không kịp để chúng chạy thoát. Còn Minho vừa phá xích xong thì tên Jion lao vào xin tiết canh, nhưng giờ anh đã khỏe như vâm, thì tầm cỡ này hắn chỉ là con tép đậu trên mép con mèo mà thôi. Hạ được hắn ra bên ngoài đang ngứa tay thì lại gặp nhóm vệ sĩ, ra tay đấm cho từng thằng được ăn no hành phi mỡ. Hana cũng chạy đến đó thì nhìn thấy Minho đi ra, hai người mừng như mẹ đi chợ về. Đúng lúc có bình ga bay đến, anh liền chặn lại bảo vệ cô. Jion đã tiêm thuốc hồi phục sức lao đến xin ít sẹo, hắn túm được Hana liền vứt bay qua kính. Thấy thế nam chính nổi máu đo điên, dùng siêu năng lực kích ra điện 100.000V phá tan mọi thứ xung quanh. Hana đang đo đất cách đó chục mét cũng bị tác động bay đi, điều này cũng gây đến cháy nổ khu nghiên cứu. Nam chính nhanh chóng bế cô lẩn ra khỏi đó, phi châu một mạch đến thẳng bệnh viện để chữa trị. Còn tại khu nghiên cứu, em tóc đỏ cũng chạy đến tìm Jion, thấy anh ta bị thương nặng máu chảy khắp ảnh đại diện nên lo lắng khóc nức nở. Hôm sau cảnh sát và đội trưởng Lee có mặt tại hiện trường điều tra, vào bên trong người chết vô số đồ đạc thì tan nát, không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây đêm qua. Cũng may tìm được một nhân chứng còn sống sót. Sau đó Minho trong bệnh viện nghe được tin tức nhân chứng kia tưởng thuật lại tất cả là do một nữ cảnh sát, anh liền nhận ra hắn đang nói đến Hana. Thấy thế anh liền đến giường bệnh đẩy cô rời khỏi đó, chạy thẳng tới chỗ để xe thó một con rồi cùng nhau bỏ trốn. Sau đấy Huân về thì gặp Hunter và Minho đang trong nhà, tưởng thằng bạn mang gái đến nhà thì liên mồm nói
Nhưng khi biết cô là cảnh sát thì Huân lại ngoan như cún. Sau đó ba người ngồi xem tin tức được biết tên bác sĩ kia đổ hết mọi tội lên đầu Hana. Giờ không có chứng cứ nên cô cũng bất lực thở dài. Còn Huân đã đoán ra nên lại giở trò. Đợi khi hai người ra ngoài lén lút gọi cho 113 báo cáo. Thấy Minho vào sợ bị phát hiện lên quên không tắt máy. Tiếng nói vọng ra nên Minho và Hana biết chuyện chán méo muốn nói cầm điện thoại cho chập luôn. Đến đêm Hana lẻn ra ngoài gọi điện cho đội trưởng Lee muốn gặp nhau, nói chuyện về chuyện cô bị đổ oan và những bí mật đằng sau khu nghiên cứu Human Tech. Nhưng khi tắt đi, đội trưởng Lee đã điện cho quản lý Kim, thì ra ông có liên quan đến một vụ giết người trước đó, và bị hắn cầm trịch lên phải làm theo ý hắn. Sau đó Hana đến điểm hẹn gặp đội trưởng, nhưng khi tìm công tắc thang máy để xuống dưới lại không tìm thấy. Đội trưởng biết mọi dấu vết đã bị xóa lên, cô không cần tốn sức còn cho biết người mà cô đang dây vào không đơn giản. Thế lực của hắn lớn mạnh có ở khắp mọi nơi nên ông cũng chỉ bị ép mà thôi. Rồi ông bỏ đi để cho bọn chúng đến đàm đạo với cô. Nhưng ông ta vừa ra ngoài thì nam chính đã đứng lù lù trước mặt. Chưa kịp rút súng thì bị anh đấm cho tiếp đất tìm răng. Bên trong Hana đang bị cả bọn đánh hội đồng dập dụi. Thì đúng lúc Minho đến cắt ngang. Anh nhẹ nhàng như đẩy xe hàng phang cho từng tên vỡ hết alo. Chỉ với vài đường quyền đã xử nhanh gọn bọn chúng. Xong rồi hai người ra ngoài thì gặp đội trưởng Lee đứng đợi rút súng bắn. Thì Minho liền đỡ đạn cho cô. Hana tức bím lao đến vật ông ta xuống định giã cho quả. Nhưng Minho đã kéo cô rời khỏi trước khi cảnh sát đến. Hôm sau trở về nhà Huân thì anh nhận ra cảnh sát đang săn lùng họ bên ngoài. Nên hai người phải cùng nhau trốn thoát khỏi khu nhà đó. Nhẹ nhàng, như một cơn gió, cả hai đã thành công chạy thoát đến một khu trang trại sinh sống. Tránh xa nơi thành thị đầy nguy hiểm kia, cùng nhau tận hưởng bầu không khí bình yên nơi đây. Vui vẻ sống bên nhau, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một hôm Hana tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân. Chợt nhớt ra đêm qua đã cho Minho đóng gạch cả đêm. Và thời gian cứ thế trôi đi một cách bình yên. Một ngày Hana phát hiện ra đã có em bé. Với Minho, nam chính biết chuyện vô cùng vui mừng. Trước khi sinh anh đã mua đồ và chuẩn bị một áo cưới để họ cùng nhau chụp ảnh cưới làm kỷ niệm. Một bầu không khí vui vẻ của hai người được tiếp diễn nụ cười hạnh phúc trên môi cùng nhau ở đồi sim đầy nắng và gió. Và rồi cũng tới ngày Hana lâm bồn, Minho đưa cô đến bệnh viện, bởi trước đó đã nhờ Huân làm hộ chiếu giả nên không sợ bị phát hiện. Sau một hồi dặn đẻ, Hana sinh ra được một cô con gái bé nhỏ. Vậy là phần 2 của bộ phim đã hết. Các bạn hãy like và follow kênh của Ác Long để xem tiếp diễn biến tiếp theo của phim nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.